Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả anh chị em đầu tư vào DZU cũng như trong hệ thống DZU của Tiến Hôm nay thì là ngày 1 tháng 5 thì trong vẫn thời gian trong cái chuỗi ngày nghỉ của 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì Tiến xin phép là cũng là ngày đầu tháng thì Tiến xin phép là chúc tất cả anh chị em cô chú trong hệ thống của DZU của Tiến cũng như là đã đang quan tâm và tìm hiểu đến cái dự án DZU và đặc biệt là những anh chị em nào đã đang xem cái video của tiếng ngày hôm nay có một cái kỳ nghỉ lễ thật là an lành sức khỏe và có một cái tháng mới chúng ta đặt ra mục tiêu mới và có những thành công mới và may mắn à, hôm nay tiến sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái thông tin là, là đến ngày mùng 8 tháng 5 năm à, thì công ty DZU sẽ chốt cái số lượng cổ phần của tất cả anh chị em nhà đầu tư, những anh chị em nào mà chúng ta đã đầu tư vào cổ phần của Dezio rồi thì công ty sẽ chốt chốt lại cái số lượng cổ phiếu sau đó là tặng cái token EOA.Phi. Đây là một cái sàn giao dịch chuỗi chéo của EOA, à, à, của Dezio, đó là sàn EOA.Phi đây là một cái giá trị rất là hay thì công ty muốn tặng gửi tới cho để tri ân cho tất cả những anh chị em đã tham gia đầu tư vào cái cổ phần của Dizil. Đấy, chúng ta là những nhà đầu tư của Dizil thì chúng ta đang sở hữu cổ phần của Dizil uh, ấy. thì anh chị em mình uh, lưu ý có một cái video thì ơn chia sẻ cho anh chị em rồi cái, cái hệ sinh thái của Dizil gồm có hai công ty đấy. mất Limited và Dizil Revento đó, thì chúng ta những nhà đầu tư là sở hữu là cổ phần của đi trong cái 10% tức là trong 20 tỷ cái cổ phần này nó là cái công ty DG Văn tổ này. thì thì chính cái nhà đầu tư lớn là, là và những đằng, đằng sau của ai. Phi đó chính là cái quỹ đầu tư đi Văn tổ nhé em lưu ý như vậy đấy. thì ngày mùng 8 tháng 5 sẽ chốt số lượng cổ phần đấy còn đi là uh, nhiều anh chị em cũng chưa À, chúng ta chưa biết cái uh, DZU nó là cái công ty uh, hoạt động trong cái lĩnh vực gì phải không ạ Đấy, thì tiến sẽ chia sẻ một chút xíu nữa thôi um, DZU là công ty công nghệ thông tin của Nga Đấy, công ty công nghệ thông tin của Nga phát triển những cái um, về cái, cái 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 những cái sản phẩm như là về công nghệ về blockchain cũng như là về trí tuệ nhân tạo Đấy thì hướng năm 2019 là Diu đã xây dựng những cái hướng đi phát triển rất là táo bạo và đi trước cái uh, tương lai rất là nhiều. Đó là xây dựng cái trí tuệ nhân tạo con người ảo, nhân cách ảo đấy. Nó gần như hiện nay là đến năm 2021 22 thì à, bắt đầu là nó rộ lên cái 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 trend gọi là trên chen gọi là metaverse thì ở đây chính cái thằng Facebook nó cũng đã xây dựng cái metaverse thì chính cái D. Diu đã phát triển đã đã có lên kế hoạch từ năm 2019 rồi đã phát triển là cái thế giới uh, ảo vũ trụ ảo trò của Digil và phát triển đến nhân cách cũng như là con người ảo ở trong Digil là chính sau này chúng ta là những cái con người. Đấy, con người là trong ở Digil sẽ trong hệ sinh thái của Digil thì chúng ta sẽ có những cái con người ảo chúng ta trong này mà Digil sẽ làm được cái việc đó trong tương lai uh, vài năm nữa. Đấy một cái con để bước tới một cái việc xây dựng được cái con người ảo nhân cách ảo thì cũng còn là khá là là phải công phu và bài bản và thời gian rất là dài đúng không? ở cái sản phẩm của Diu hiện nay ấy, ở trong cái lĩnh vực công nghệ blockchain cũng chiên tạo thì với hiện nay thì Diu phát triển được hai cái sản phẩm đó là sản phẩm DZUS và sản phẩm là DZU Education sản phẩm DZUS là một cái sản phẩm giao dịch đề phi đó, sản phẩm phi. và DZUS, uh, DZU Education nó là về trong lĩnh vực về giáo dục Lĩnh vực giáo dục như giáo dục để đầu tư giáo dục và nhiều lĩnh vực à, về sản phẩm thì ở đây anh chị em có thể gõ vào cái phần sản phẩm này này đã những anh chị em nào mà chúng ta chưa có tài khoản thì lấy cái đường link ở dưới video là anh chị em đăng ký và anh chị em sẽ có một cái tài khoản như của tiến này và anh chị em sẽ xem những cái thông tin ở trên đó cái này rất quan trọng anh chị em ạ Đấy, đặc biệt là là chúng ta phải xem cái website cũng như xem cái thông tin dịch vụ như thế nào ạ pháp lý như thế nào à, tất nhiên là anh chị em đã khi đã chia sẻ như thế này rất là lần nhiều năm rồi vài năm nay hai ba hai năm nay hơn hai năm mày đã chia sẻ với đi dư rồi mọi thứ pháp lý trước khi đã đưa về chưa cho về anh em thì trường thì anh em đã có cái tìm hiểu rồi đã đã có cái cái xác định là, là như nào đi lâu dài với đi dư rồi không phải chớp gọi là một hai năm xong là, là biến mất nào ạ nay nó có cái dịch vụ nó đi dư này đấy đi dư version đi dư alpha đi dư voi đấy và thị giác máy tính Đây, đã, hiện nay đang phát triển trên bốn cái cái mảng này còn rất nhiều anh chị em đi du còn rất nhiều cái mà, mà 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 chúng ta chưa biết được bởi vì là phải chúng ta phải phát triển trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và blockchain nó đã nó đã rất rộng mà ạ mà công ty đang phát triển cả hai và chúng công ty đang đi theo từng thế mạnh của mình làm chủ về trí tuệ nhân tạo nhưng mà công ty làm chủ về trí tuệ nhân tạo hiện nay đang làm cái Eo. phi đấy đó là cái, cái công nghệ blockchain đấy là những bước tiến rất là dài đấy À, để cho anh em, chúng ta xem ở đây thì chúng ta có thể chuyển đến các phần dịch vụ, này, đúng không? hoặc là chúng ta ấn vào cái chữ U này này, Đấy, ấn vào chữ U này thì trong nó cũng có rất nhiều cái, này. đây thông tin, này. ấn vào phần thông tin ở phía cuối cùng này anh xem xem đọc, đúng không? và cái gói đầu tư của Didiu thì ở đây anh em ấn vào phần mục chia sẻ và chúng ta vào phần mục mua đi Didiu, ở đây thì những anh em nào mà chúng ta quen sử dụng tiền điện tử rồi chúng ta có đăng ký tài khoản và chúng ta có thể là nạp tiền bằng cái cách thức là USD hoặc là Bitcoin Ethereum các thứ vân vân hoặc anh chàng nào mà chưa có cái tài khoản hoặc là không lấy được cái tài khoản dưới video có thể liên hệ với Tiến đấy. À, thì nhiều anh xem biết phải có như anh xem là chưa biết. Đấy. nhưng mà anh xem anh xem vào phần mô tả phía dưới nó ở phía dưới video nó có hình tam giác nhỏ nhỏ con con đấy anh xem để ý. Anh xem ấn vào đó thì nó sẽ thông tin anh xem đọc cái phần mô tả đấy, cái phần bình luận phần mô tả đấy ở trên phần trên phần bình luận đấy và hiện nay thì đi du có các cái gói là từ mà công ty bắt đầu mở lại cho chúng ta các cái gói từ 100 đô à, chúng ta có gói từ 100 đô đến 1 triệu đô anh chị em ạ à, 100 đô này 200 đô này 300 đô họ 500 đô 1.000 đô và cái tỷ giá của cổ phần của đi hiện nay nó là 0,2 đô trên một cổ phần thì chúng ta cứ lấy 100 đô chúng ta chia 0,2 thôi à, và còn những cái gói là mà nó to hơn như thế này này thì chúng ta 2,81 phần trăm hay 5,63 phần thì chúng ta sẽ cộng thêm cái số phần trăm và cộng vào đây nó có màu xanh này là nó có 26.000 25.000 nghìn 25 nhưng nó có 26,48 nghìn này công ty tính cho mình rồi thêm bo là được 26.408 ạ đấy nó đến một triệu của đô anh chị em à? ạ đấy. trả góp đến một triệu đô cái hay của đi so với các dự án khác là như này nhất là công ty Dizil đến nay cho qua 2 năm hoạt động thì trả cổ tức là 3 lần rồi. Và lần thứ tư sẽ là ngày sẽ là tháng 6. Tháng 6 năm 2022 phải không ạ? Đấy. Và cũng sắp tới rồi còn một tháng nữa thôi. Còn một tháng nữa là đến cái cổ phần đã xứng và nhận cổ tức rồi. Và công ty Diu sẽ phân đấu là lăng lập kế hoạch cho năm 2000 cuối năm 2022 và 2023 là gì ạ? Mỗi một nhà đầu tư khi đầu tư vào Diu là 1.000 đô thì sẽ phấn đấu là trong một năm nó chi trả cổ tức cho anh em từ 500 đến 1.000 đô. Đấy, với giai đoạn này một công ty đã mạnh như vậy rồi thì anh em thấy được rằng là so với các cái dự án khác thì anh em thấy được nó tuyệt vời không ạ? Đấy. Đó là một cái điều tiến rất là thích. Mà số lượng cổ phiếu của Diu hiện nay thì tiến rất mong muốn làm sao để cuối năm nay sẽ hướng tới phấn đấu khoảng một triệu cổ phiếu này là nhưng khó có thể hoạt động được bởi vì số lượng cái cái giá trị cổ phiếu của DJ nó tăng thường xuyên và nó khá là cao nhưng cái có một điều may mắn nữa là tiến đã chốt được cái giá mà công ty rất là ưu ái cho những nhà đầu tư ban đầu chúng ta tiến đã được chốt giá là từ giờ đến tháng 12 năm 2022 30 tháng 12 thì đây 31 tháng 12 hai tiến vẫn được mua ở giá 0,06 đô nhưng với với cái thời điểm này nếu như anh xem vào và có thể là cuối năm nay hoặc đó tháng nào đó công ty à, cuối năm nay công ty lại cho chốt giá một lần nữa thì có thể ví dụ cuối năm nay nó lên khoảng 0,6 đô các bạn hoặc là 0,5 0,6 đô thì anh xem em chốt được cái giá ở đó thì nó rất là thắng lợi đúng không ạ thì khi chúng ta đầu tư sau này bởi vì đi là một cái công ty uh, làm ăn rất là uy tín và đi rất là dài hạn cho anh xem em cái nhóm công nhóm là anh đạo đi này là những cái người công chức nhà nước ở Nga đấy người ta và những làm về công nghệ blockchain hay công về điện tử các thứ người ta ra người ta không làm nữa và người ta ra ngoài người ta khởi nghiệp đấy anh chị em hai năm khởi nghiệp và hiện nay cái đội ngũ ban đầu chỉ có mài gần chục người thôi nhưng hiện nay là có mấy chục người rồi hoặc các chuyên gia về blockchain nhiều lắm anh chị em ạ à, do vậy là tiến đi theo hai năm ở đây cũng rất là, hàn, là ok đấy thì đây là tiến sẽ thông tin nhanh cho anh chị em một số thông tin như vậy cái quan trọng nhất là gì ạ có cái điểm này anh chị em chú ý là gì ạ À, ngày mùng 8 tháng 5 thì Dizu sẽ chốt số lượng cổ phần và chia cổ chia cho chia token chia token A3 phi và tháng 6 sẽ chia cổ tức cho anh em lần thứ tư đó ạ và cái kế hoạch này cuối năm hoặc là 2023 sẽ chia 500 đô đến 1.000 đô cho mỗi một cái 1.000 đô nhà đầu tư mua cổ phần của Dizu đó là những hướng phát triển cực kỳ là hay mà kỳ vọng trong tương lai chúng ta sẽ đạt được cái thành tích thành quả rất là cao ở trong video này đấy tiến rất mong muốn rằng những anh chị em nào đang theo dõi video ở đây mà chúng ta chưa đầu tư đi diêu, thì anh chị em hãy nhanh chóng cố gắng chúng ta đầu tư à, cái hay ở đây là chúng ta góp thì chúng ta có trải chậm đi quá 3 tháng được mà trong 3 tháng đó thì chúng ta chỉ cần đóng một hai đô 5 đô 10 đô cũng được không sao cả và công ty không khóa cho anh chị em cái khoản đầu tư đó đấy là cái điều rất là hay anh chị ạ so với các dự án khác cực kỳ tuyệt vời luôn và cái gói đầu tư nó rất là nhỏ từ 10 đô một tháng thôi chứ trong góp 100 đô. Đấy, thì anh chị em vào càng nhanh càng sớm càng tốt. Còn những anh chị em nào mà chúng ta không có điều kiện thì chúng tiến nhắn nhủ với anh chị em là gì ạ? Hãy nghiên cứu các video của Tiến hãy hãy lập tài khoản và nhận cổ phiếu tặng mà chúng ta vào chúng ta tìm hiểu. Chúng ta theo dõi các cái buổi Zoom, các cái buổi mà mà công ty gọi là là web banner của công ty anh chị em xem trên Facebook, trên Zalo và trong Zoom. Anh chị em lắm kiến thức và chúng ta chia sẻ, sẻ lại cho cộng đồng và chúng ta nhận hoa hồng lại và chúng ta góp cổ phần của Diu thì tiến Trinh chắc rằng là nếu với mục tiêu của Diu năm 2025 thì uh, từ nay phấn đấu từ 22 34 năm thì anh chị em sẽ đạt được các cái mục tiêu tài chính của mình à, bằng cái việc là chúng ta không có điều kiện không có tiền chỉ bằng công bằng sức thôi Đấy, đằng sau cái sự thành công thì có bóng dáng của lao động anh chị em ạ à, về cách thức như hoạt động như thế nào ở anh chị em nào khó khăn thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với tiến theo số điện thoại này à uh, 0975 362 586 và tiến để dưới nó là số điện thoại Zalo hoặc Telegram một tiếng đấy, và anh chị em sẽ tiến sẽ hỗ trợ anh chị em hướng dẫn anh chị em với cách thức làm như nào. với những anh chị em nào mới muốn có kiếm một công việc kiếm tiền nó an toàn và nó chắc chắn thì anh cứ liên hệ đấy. Uh, còn rất nhiều các cái mảng khác nữa phòng ạ, Tiến cũng đang phát triển cái cái hệ thống crowd cũng như là bên Uh, Solar hay là bên Skyway đó những cái đó thì nhưng mà cái quan trọng là hiện nay với thời điểm này tiến đang tập trung rất là lớn rất là cao vào trong cái, cái dự án đi diêu này bởi vì tiến biết rồi uh, cách đây tiến đã bỏ một khi đi du về Việt Nam là một năm sau tiến mới bắt đầu vào làm đi diêu thì sau tiến quay lại thì giá trị cổ phiếu nó tăng rất là cao do vậy tiến quyết định sau một năm thì phải bắt đầu vào làm đi riêng ngay bởi vì là nếu như không chia sẻ cho anh chị em cái cơ hội này thì cái giá của cổ phiếu nó quá lớn rồi sau này chúng ta bỏ ra số tiền nó cũng là như vậy nhưng cái lượng khối lượng cổ phiếu nó ít và cái cơ hội của chúng ta nó tiếp cận thì nó nó, nó hạn chế đi rất nhiều chính vì vậy mà cái giai đoạn này tiến đang tập trung rất cao độ vào đi riêng và những anh chị em nào đã theo theo tiến và đầu tư cùng tiến vào góp vốn vào cùng và điều diêu thì hãy tin tưởng và chắc chắn một điều rằng là gì ạ? chúng ta bỏ công một sức ra sẽ thành quả sẽ đến với chúng ta à, còn những anh chị em nào có duyên nghe video đến giai đoạn này thì cũng xin cảm ơn anh chị em và những anh chị em nào muốn sở hữu cổ phiếu review thì hãy đăng ký ở dưới đường link và có thể liên hệ với tiến à, theo số điện thoại đó và kết thúc video ngày hôm nay tiến xin chúc tất cả anh chị em sức khỏe dồi dào và chúc cho chúng ta dự án của chúng ta uh, càng nhanh thành công càng tốt để chúng ta đạt được con đường mục tiêu tài chính của chúng ta xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở trong cái video lần sau. Xin chào.